Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đã quay trở lại chương trình tin tức người nổi tiếng của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta đến với một thông tin khá là bất ngờ của ca sĩ Bân Châu. Vào thập niên 70 tại Sài Gòn có sự xuất hiện của một gương mặt khá là trẻ trung, còn mang dáng dấp một nữ sinh với những nét đẹp tươi sáng mà nhu mì, rạng rỡ nhưng vẫn còn phảng phất hương lúa ngọt ngào của miền Tây trù phú. Đó là nữ ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh và kịch nghệ Bân Châu. Khi lên Sài Gòn thì Bân Châu đã bước chân vào một khúc quanh quan trọng trong cuộc đời của cô. Bân Châu được nhạc sĩ Châu Kỳ mời xuất hiện lần đầu trong một chương trình Tiếng Thì Dương của ông với nhạc phẩm Nhớ Nhau Hoài của anh Việt Thu. Và khi về với chương trình Trường Sơn của Duy Khánh thì mọi người đã nhắc nhở đến nhiều về sự xuất hiện mới mẻ này trong làng tân nhạc. Qua đến năm 1971 thì tên tuổi của Bân Châu mới được thật sự nổi bật với nhạc phẩm Qua Cơn Mê của Trịnh Lâm Ngân. Bân Châu khởi nghiệp ca hát vào năm 1970, được nhạc sĩ Châu Kỳ, Khánh Bân và nhất là Duy Khánh nâng đỡ. Cô cộng tác với ban nhạc Tiếng Thì Dương của Châu Kỳ và ban nhạc Trường Sơn của Duy Khánh. Bân Châu có một khuôn mặt gợi cảm với song mũi cô hơi dài và thanh tú, cặp môi đầy đặn khi mà khép kín cái miệng thì cặp môi ấy đẹp hơn là lúc mở nụ cười. Giọng hát Bân Châu mềm mại ngọt ngào, cô được yêu ái là dàn trải làng hơi đầu ra đó. Tiếng hát của Bân Châu là tiếng hát buồn man mán của người cô phụ đêm đêm trong đèn ngồi bên sông cửa, nhìn ánh trăng tà ngoài sông và đối diện với ngọn hàng đăng trong mô phỏng. Nghe có vẻ như nó hơi lưu trai chút xíu không quý vị? Quý vị nhớ like và subscribe ủng hộ để chúng ta có tiếp tục thông tin của Bân Châu. Tiếng hát của cô buồn theo cái mùi hương nguyệt quý ngào ngạt tỏa ra chung quanh khuôn viên của cái căn nhà kia, từ ánh đèn đêm thắp sáng cho tới lúc cửa sổ khép kín và ánh đèn trong hương khuê phục tắt. Đó là lúc hương cau, hương bưởi và hương dạ lý thay nhau tỏa ra trong sương khuya và những cái cơn gió mỏng hiu hiu. Những cái mùi hương ấy ở chốn cùng thôn tuyệt tái thì ngoài nàng ra không có ai thưởng thức chúng, cho nên đó cũng chỉ là những cái thứ hương vị quên lãng và bị nhốt chung một cái phận buồn như nàng. Ngay sau lần đầu xuất hiện trên truyền hình thì khuôn mặt của Bân Châu đã lọt vào mắt của đạo diễn Lê Văn và cô được mời đóng phim Trần Thị Diễm Châu. Trước khi mà đưa cái quyển trao cốt của nhà văn Duyên Anh á lên màn bạc thì đạo diễn Lê Giang đã đi lùng trong cái hàng ngũ các nghệ sĩ cải lương, các nữ minh tinh màn bạc, các nữ ca sĩ để tìm một cô có vóc dáng và nhân diện có thể đóng vai từ một thiếu nữ ngây thơ đến một người đàn bà bùi đời. Được thể hiện qua nhân vật Trần Thị Diễm Châu có cái hỗn danh là Châu Côn vì ưa hút thuốc lá côn. Ông gặp được Bân Châu, cô là hiện thân mà pha trộn của ba mẫu người đàn bà khác nhau. Khi đóng cái vai diễn Diễm Châu á thì nữ sinh á thì cô có vẻ ngây thơ trong sáng và hành sự rất là hồn nhiên. Khi đóng vai Diễm Châu thiếu phụ đa tình thì cô thể hiện được mẫu người tình tứ thập phần gợi cảm. Khi đóng vai Diễm Châu nữ chúa trong Lòng Dao Búa thì cô thể hiện sự vẻ dư dằn và sắt đá. Cuốn phim Trần Thị Diễm Châu vừa khi trình chiếu ở Sài Gòn thì tên tuổi của Bân Châu đã trở nên quen thuộc. Sau đó thì cô được mời xuất hiện trong nhiều cuốn phim khác như Trường Tôi, Bốn Thủy, Thủ Sơ Ma, Năm Vua Hề Về Làng, và từ đó tên tuổi của Bân Châu được nổi lên trong lĩnh vực điện ảnh. Năm 1975 thì điện ảnh cách mạng đã góp phần tạo được dấu ấn thật xuất sắc qua những cái vai diễn đa dạng trong các bộ phim Mối Tình Đầu Giữa Hai Làng Nước. Bân Châu vẫn đang tham gia ca hát và diễn kịch, cô là ca sĩ duyên dáng của đoàn kịch nói Bông Hồng. Nghe Bân Châu hát thì cuộc đời vẫn đẹp sao, rất ấn tượng và khả ái. Bân Châu đến Mỹ và cư ngụ ở Osta trong 3 tháng sau đó và về Nam Cali cư ngụ. Cho đến nay, cô đã từng theo học ngành điện toán trong 3 năm trước đây vì cô không nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục cuộc đời ca hát ở hải ngoại. Ra hải ngoại thì Bân Châu cũng vẫn hoạt động nghệ thuật trình diễn. Cô đã cộng tác với các trung tâm ban nhạc như Thanh Lan, Thi Anh, Làng Văn. Ba cú ban nhạc của trung tâm Hạ Trắng dành riêng cho cô là Lời Này Cho Anh, Lời Cho Người Tình Xa và Em. Cô cộng tác với các trung tâm ban hình Hải Đăng qua vở kịch Xe Phòng Lộn, Xe Tình Lầm của Nguyễn Minh Phương với Mai Lệ Huyền.
Kim Xuân Lan, Lục Sĩ Hương, Văn Trung, Hương Huyền, Linh Tuấn, Bảo Huyền. Trong vở kịch này thì cô cắt ngắn theo cái kiểu mà đờ mi đó các bạn, cắt ngắn ra đó, trên khuôn mặt hơi dài. Tuy nhiên thì cô mặc cái chiếc robot rất đẹp, ôm sát nách thân hình tươi mát và thon gọn của cô. Áo có phần hơi hở cái ức chút, hở nách chút xíu, nhưng phải áo chăn thủ phần lớn á, phần dưới có xẻ cái ống chăn nữa, nghe rất là modern đó các bạn. Qua chiếc áo này cô gieo cho khán thính giả cảm giác mát rượi, dù chỉ là một cái màu trầm đậm nổi ở vạch trắng màu ngang. Trong cuốn băng hình đêm Sài Gòn 2 của trung tâm ASEAN thì Bân Châu xuất hiện ở cái màn ca đơn bài Chuyện Tình Không Suy Tư. Cô mặc chiếc áo nhung hờ ức màu đậm và ánh đèn rọi màu đỏ biến nó cùng cái mái tóc của cô trở thành màu hung hung. Cái màu hung hung này các bạn cũng biết nó hung hung á. Cái áo buông dài phủ cả mắt cá nhưng có trẻ ở phần ống chân, lại trẻ phần ống chân. Lại nữa, áo có những cái nếp xếp duyên dáng từ ngực bắt qua bờ vai làm nổi bật cột sống này. Hiện nay thì Bân Châu vẫn tham gia hoạt động văn nghệ, cô Thu Quang làm đài phát thanh đóng kịch cho các bằng video và vẫn được trung tâm mời cộng tác. Cô cho biết thời gian này thì mặc dù không tràn trề danh vọng như trước kia nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc bên cạnh hai người con của mình. Vâng, chúng ta có thể điểm qua một số thông tin đôi nét về ca sĩ Bân Châu, về sự thật cuộc đời của bà như thế nào. Ca sĩ Bân Châu tên thật là Nguyễn Thị Xuân Mai, cô sinh ngày 1 tháng 8 năm 1950 ở Bà Rịa, sau đó thì về Trà Ôn, lớn lên ở miền đất Trà Ôn, Cần Thơ. Khi được hỏi về nghệ danh thì cô tâm sự rằng cô thích chữ Châu từ nhỏ, nghĩ đi nghĩ lại á thì nghĩ chữ Bân Châu nghĩa là viên ngọc lạnh. Tên Bân Châu đã đi theo cô từ lúc vào nghề cho đến nay, được vô vàn khán giả yêu mến. Vâng, cái tên Bân Châu thì ai cũng biết rồi các bạn. Bân Châu yêu thích âm nhạc từ nhỏ, từ những cái năm mà đệ thất á, cô đã tham gia những cái lớp đánh đàn ca hát theo chương trình Những Người Em Gái Hậu Phương. Bân Châu tham gia hát những cái cho những cái chiến sĩ, rồi quen biết những người nổi tiếng như các ca sĩ trong Sao Băng Ban, Hoa Tình Thương, Biệt Đoàn Văn Nghệ Sài Gòn. Trong những người mà cô quen biết á, có một vợ nghệ sĩ Ngọc Trăng tên là Tuyết Nhung, lúc đấy đang làm trong cái biệt đoàn văn nghệ ở Trung ương Sài Gòn, đã thuyết phục Bân Châu lên Sài Gòn để tiếp tục con đường ca hát. Vào năm 1969 thì Bân Châu quyết định bỏ học lớp đệ nhị lên Sài Gòn, sau đó thì trở lại Cần Thơ một thời gian ngắn. Mãi đến năm 1970 thì cô chính thức bước chân lên mặt đất Sài Gòn. Tại đây Tuyết Nhung dẫn Bân Châu vào đội văn nghệ, gặp được nhiều người nghệ sĩ nổi tiếng như Di Khánh, Khánh Băng, Bảo Thu. Lần đầu tiên Bân Châu xuất hiện trong một chương trình âm nhạc là Tiếng Thì Dương của nhạc sĩ Châu Kỳ với nhạc phẩm Nhớ Nhau Hoài như mình đã trình bày ở trước đây. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ trong thời gian qua. Hy vọng rằng các bạn vẫn tiếp tục chia sẻ cũng như là theo dõi video để mình tiếp tục cập nhật những video tiếp theo. Chúc các bạn sức khỏe và nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh.